Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn. Mời các bạn đến với chương trình review cờ tướng của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Chủ đề trận đấu hôm nay là: với Vương Thiên Nhất, từ kỵ dơ đã trở thành dĩ vãng. Từ ngày 16 đến 20 tháng 7 năm 2023 tại Chiết Giang đã diễn ra giải cờ tướng Bàn An Vĩ Nghiệp Bôi năm 2023. Giải đấu có giải thưởng rất lớn với giải nhất lên tới 300.000 nhân dân tệ, gần 1 tỷ tiền Việt Nam, và thu hút được sự tham gia của rất nhiều kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc. Sau 12 vòng tranh tài sôi nổi thì cái duyên không lành đã lại đưa Thiên Mã Vương Mạnh Thần chạm trán với đối thủ vừa kích bại mình tại giải vô địch cá nhân Trung Quốc. Đó chính là kỳ thủ mạnh nhất hành tinh thời điểm hiện tại, ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất. Ở trận đấu này, nếu ai giành chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng trị giá 80.000 nhân dân tệ, tương đương với 250 triệu Việt Nam. Và đây là trận đấu tranh giải 3-4. Và mời các bạn đến với diễn biến của trận đấu này. Ở cái trận đấu này thì đã có hai ván cờ nhanh được diễn ra và tỷ số là 1-1. Đây là ván cờ chớp 5 phút cộng 3 giây và người đi tiên đó là ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất. Pháo 2 bình 6, mã 8 tấn 7, mã 2 tấn 3, xe 9 bình 8, mã 8 tấn 7, binh 7 tấn 1, pháo 8 bình 9, mã 2 tấn 3 vẫn là khai cuộc quá cung pháo đối với bình phong mã, xe 9 bình 8, xe 1 bình 2, binh 7 tấn 1 mở cánh ngựa vào pháo 2 tấn 6. Mạnh Thần với cái việc đi hậu đã đi pháo 2 tấn 6 với ý đồ chuẩn bị cho nước cờ thọc xe 2 tấn 6 tấn công vào con mã 7 của Vương Nhất. Lên voi, xe 2 tấn 6 và mã 7 tấn 6. Ngay lập tức là nước cờ xe 2 bình 4 đến từ hình cờ của Mạnh Thần. Ở trong trường hợp này, nếu như bên đen mà đi xe 8 tấn 1 sẽ là ăn pháo con mã này, sau khi chạy thì điểm yếu sẽ lộ ra với cái điểm yếu từ con mã 3 này. Do vậy mà Vương Nhất đương nhiên không thể bỏ con pháo 6 được. Anh ta chọn phương án pháo 6 binh 7. Ở trong trường hợp này nếu mà ăn ngựa thì sẽ là ăn pháo thôi. Khi đó thì điểm yếu sẽ lộ ra bởi cái vị trí của tốt 3 và con mã 3 này. Do vậy mà đương nhiên là Mạnh Thần sẽ không ăn. Anh ta đi pháo 2 bình 1. Mã 6 tấn 7. Mã 7 tấn 6. Xe 1 bình 2, thọc pháo xuống và binh 3 tấn 1. Đã có một con mã lợn rồi, Vương Thiên Nhất đi binh 3 tấn 1 để đấu ngựa với ý đồ thông hai cánh ngựa lên. Và tôi nghĩ đây là một sự lựa chọn hợp lý của Vương Nhất. Trong trường hợp mà Mạnh Thần đi nước cờ binh 7 tấn 1 thì sao? Ăn tượng lên, đang bắt pháo, con pháo này đang bắt pháo, buộc phải pháo 8 tấn 1 và mã 3 tấn 4. Về voi. Đến đây thì hình cờ tương đối cân bằng, vì là nếu như mà bên đen sẽ ăn con pháo 7 này thì sẽ bị bên đỏ ăn con pháo 8. Do vậy mà đó là ý đồ mà Vương Nhất thúc cây đấu. Và Mạnh Thần đã không ăn tốt xa mà anh ta lựa chọn phương án xe 4 bình 3. Bắt pháo. Ăn, đang bắt ngựa, ném ngựa xuống và pháo 7 bình 6. Đến đây thì trong cái thực chiến thì Mạnh Thần đã mắc một cái sai lầm mà tôi nghĩ là tương đối nghiêm trọng, đó là nước xe 3 tấn 1. Anh ta hoàn toàn có thể đi nước cờ xe 8 tấn 1. Binh 9 tấn 1, bắt pháo, lên sĩ và pháo 8 tấn 1. Đến đây là hai con xe của bên xanh rất cơ động và vẫn phục cái thủ đoạn đó là la mã 7 tấn 9. Hình cờ này vẫn là chơi khá ổn dành cho bên đen, thưa quý vị khán giả và các bạn. Tuy nhiên ở trong hình cờ này thì Mạnh Thần đã không đi nước cờ xe 8 tấn 1. Anh ta chọn phương án xe 3 tấn 1 với ý đồ đôi công. Và tôi nghĩ đây không phải là sự lựa chọn hay của Mạnh Thần. Cũng có thể anh ta nghĩ là anh ta tự tin với cái khả năng chơi cờ chớp của mình và sẽ đưa thế trận vào đối công với cả chiến thần Vương Thiên Nhất. Xe 3 tấn 1 đang bắt pháo. Pháo 6 tấn 1 bắt lại ngựa. Và nước cờ la mã bắt xe. Ở đây thì rất rõ ràng đang bắt xe thì Vương Nhất buộc phải chạy xe rồi. Xe 2 tấn 1 và sẽ phục một cái thủ đoạn. Đó là xe 2 bình 1 bắt chiết ngựa.
Và các bạn hãy xem Mạnh Thần, sau những ván thua liên tiếp của Vương Thiên Nhất trong thời gian gần đây, anh ta đã quyết định một lựa chọn một phương án mà theo tôi nghĩ là rất là liều lĩnh, tuy nhiên rất là nhiều chiến ý và hoàn toàn có cơ sở để giành chiến thắng ở trận đấu này. Pháo 8 bình 5, phế xe. Các bạn thấy ghê không? Chắc chắn là buộc phải ăn rồi à. Không thì sẽ gây tựa. Xe 2 tấn 8, ném chiếu. Và pháo 5 bình 1. Ở đây thì một số bạn chắc chắn sẽ có dấu hỏi, tại sao nếu như đi xe 3 tấn 1 dọa chiếu thì sao? Chúng ta hãy thử phân tích phương án xe 3 tấn 1 đến từ Mạnh Thần. Xe 3 tấn 1 giật pháo về. Nếu như chạy rút đi thì sẽ bị ăn mất con ngựa này đúng không ạ? Rất nguy hiểm. Nếu đi như này sẽ bị ăn mất con ngựa này. Không thể được rồi. Đấy, còn nếu như ở trong trường hợp này bên đen đi pháo 1 bình 4, ngay lập tức sẽ bị nước cờ. Pháo 9 bình 6 đến từ Vương Thiên Nhất. Nó sẽ trói cứng cái con pháo đen này của Mạnh Thần lại, và bên đen sẽ bị cây cối, sẽ rất là khó khăn. Và với cái hình cờ này, với cái việc kém xe trước Vương Thiên Nhất, thì có lẽ đây sẽ là một sự lựa chọn hoàn toàn không hay dành cho Mạnh Thần. Đó chính là lý do tại sao mà anh ta không đi xe 3 tấn 2 là như vậy. Ở đây thì Mạnh Thần đã chọn phương án pháo 5 bình 1. Ăn tượng lên và chặt xe ra ngựa. Xe pháo mã công phá rất mạnh vào phòng tuyến đến từ bên đỏ. Và nếu như chiến thần Vương Thiên Nhất mà không đủ bản lĩnh, không đủ cái độ sắc sảo và không đủ cái khả năng đỡ gạt tốt ở trong thời điểm này, rất dễ sẽ bị xe pháo mã công thành. Và chúng ta hãy xem quyết định đến từ Vương Thiên Nhất. Anh ta với cái khả năng đôi công tuyệt diệu của mình, cộng với cả bản lĩnh thượng thừa, với việc là một người đang đứng đầu Elo Trung Quốc thời điểm hiện tại, và cũng là kỳ thủ hàng đầu và là đương kim vô địch Trung Quốc thời hiện tại, hoàn toàn có những phương án xử lý vô cùng bình tĩnh. Xe 2 bình 3, mặc kệ, cứ ăn tượng. Chạy xe ra đây, xuất tướng. Lần này thì đang dọa là chiếu tướng và vật pháo vào, cho nên buộc phải xuất tướng rồi. Lên sĩ, củng cố phòng ngự. Đến đây thì trong thực chiến thì Vương Thiên Nhất chọn phương án xe 8 tấn 7 bắt ngựa. Tôi thấy đây cũng là phương án ổn. Tuy nhiên có lẽ cái nước cờ tốt 3 bình 4 là nước cờ hay nhất của Vương Nhất thời điểm hiện tại. Chúng ta thử phân tích một diễn biến khác. Tốt 3 bình 4, đâm chiếu, thượng, giật về bắt pháo, ăn về, đâm chiếu, xuống, ăn xe. Nếu ăn xe nhảy như các bạn đấy, xe pháo mã đánh với xe pháo mã. Tuy nhiên cái điểm yếu lớn nhất của bên đen đó là mất con mã thần, con mã chiến rồi. Và con mã này cực kỳ yếu. Thọc xe bắt ngựa, buộc phải vòng về. Chạy xe sang bắt pháo, pháo chạy giật một và phóng pháo xuống đây. Ở trong hình cờ này các bạn thấy là sẽ rơi vào trường hợp là xe pháo hút cháo. Và bên đỏ sẽ có những cái con tốt rất là mạnh. Ở cờ này thì tôi nghĩ là Mạnh Thần sẽ thua thôi, nếu như Vương Nhất đi nước tôi 3 bình 4. Đây, các bạn thấy hình cờ. Hình cờ này tôi nghĩ là không ai có thể đỡ được. Tuy nhiên trong thực chiến thì bởi vì là cờ nhanh thì không thể đi tuyệt đối chính xác được. Vương Thiên Nhất chọn phương án bắt ngựa của đối phương. Mạnh Thần không chạy ngựa, đâm chiếu, thượng, giật chiếu, đâm mấy nước lấy giờ. Đến đây nguy hiểm, vẫn chập trùng các bạn nhé. Đến đây là nếu như các bạn mà thử, như nếu như chúng ta chủ quan thì chỉ cần đi nước, chỉ cần đi nước chạy pháo thôi. Chúng ta buộc phải đi top 3 bình 4 để bắt ngựa rồi. Chỉ cần đi nước chạy pháo thì chủ quan là thua ngay. Các bạn nhìn này, tại sao thua này. Đấy, nếu mà chỉ cần chủ quan một chút chạy pháo thôi. Pháo 6 bình 7, ném chiêu chiếu, không xuống được đúng không ạ? Buộc phải vào và giật xe vào đây sát cục. Không ai để đỡ được con tốt đầu rồi. Đang sát cục buộc phải xuống tướng, chặt vào chiếu và ngược ngựa về cục ngay. Các bạn đấy, trong cái thế trận đôi công Thiên Mã Vương, Mạnh Thần luôn phục những cái thủ đoạn cực kỳ nguy hiểm. Và rất may cho Vương Thiên Nhất là anh ta đã phát hiện ra. Các bạn thấy ghê không? Chạy xe bắt pháo tưởng như không có gì, nhưng rất có gì. Đến đây Vương Nhất đã quyết định đi tốt 3 bình 4. Ném mã xuống, đang chiếu tướng, vào tướng,
ăn xe thoái về. Đến đây nếu như mà sai lầm xuống tướng vẫn thua các bạn nhé. Xuống tướng vẫn là một cái cục như vậy thôi. Xa, vòng ngựa về. Nếu có sang bên này cũng vòng ngựa về, cũng cục. Cũng là nguy hiểm, thưa các bạn. Mình xin phân tích kỹ ở nước cờ này để các bạn rõ nhé. Nếu như trong trường hợp thì xe 5, tướng 5 bình 6, tướng 5 bình 4 này, vòng ngựa về chiếu, buộc phải thượng đúng không ạ? Chặt xe sang tốt dọa chiếu, lại buộc phải vào đúng không ạ? Đấy. Ném mã xuống đang dọa xe 8, xe 9 tấn 1. Rất nguy hiểm, buộc phải giật xe về giữ. Ném mã xuống đáy chiếu, nếu ra tướng là thua ngay, ra tướng vào tướng đều vỗ mặt thua ngay. Buộc phải vào đây, vỗ xe vào nếu tướng 5, bình 4 thoái ngựa về cục ngay. Đấy, các bạn thấy rất kinh khủng dành cho mạnh thần. Đó chính là lý do mà không thể đi nước cờ. Không thể đi nước cờ chạy pháo được, thưa các bạn. Không thể đi pháo 6, bình 7 được. Và tốt 3, bình 4 đến từ bên đỏ. Ném mã xuống chiếu. Vào. Ăn xe về, không thể xuống tướng được. Buộc phải giật xe về. Và trong cái hình cờ thực chiến này thì có lẽ như mạnh thần đã mắc một cái sai lầm khá lớn khi anh ta đi mã 5 thoái 4. Ở trong trường hợp này, nếu chọn phương án này vẫn còn đánh nhau rất hay này. Chặt xe xuống được các bạn. Nếu ăn vào, giật chiếu và cục ngay, các bạn để thấy. Cho nên là nếu như trong trường hợp này, nếu mà mạnh thần đi cái phương án này là buộc phải lên sĩ để đỡ này. Đấy. Tuy nhiên trong thực chiến thì mạnh thần đã không đi xe 4 tấn 3. Anh ta chọn phương án thoái ngựa về. Tôi nghĩ rằng nước cờ hoàn toàn không hay dành cho thiên mã vương mạnh thần. Và bây giờ sẽ là lúc mà vương thứ nhất cảm thấy mà cây của mình, tướng của mình không bị đe dọa nữa. Và tổ chức tấn công. Xe 8 bình 7 đang bắt vòi. Đang dọa chiếu cục. Chém chiếu, về sĩ và lên sĩ ngay. Tránh ngay một cái cục xe 4 tấn 1 đến từ hình cờ của mạnh thần. Mạnh thần đến đây thì quá khó rồi. Anh ta đã chọn phương án là xe 4 bình 1. Xuất tướng. Buộc phải xuất tướng đâu ạ. Đang dọa tấn xe xuống chiếu mà nếu mà lên sĩ thì ăn xe vào là thua ngay. Xuất tướng. Chém chiếu, xuống tướng, thoái ngựa về chiếu, hất sĩ lên, ăn vào. Đây là tôi nghĩ là những cái nước đỡ mang cái tính thời điểm của mạnh thần thôi, theo cái kiểu mà giặc đến quân ngăn nước tràn đất lấp, còn nước còn tát thôi, chứ hình cờ này thực sự là không thể đỡ được. Ở đến đây thì vương nhất đi nước cờ rất đỡ, đó là mã 7 tấn 5, đang dọa ném mã sang hai bên đều chiếu hết, thưa các bạn. Và thực chiến thì mạnh thần đi xe 4 tấn 1, thượng tướng, giật chiếu, đâm chiếu, thượng tướng lên và ngay lập tức bị sát cục đến từ vương thứ nhất. Đây là hình cờ thực chiến. Một số bạn bảo nếu như ném mã xuống thì sao? Chúng ta thử phân tích nước cờ ném mã. Ném mã chiếu, lên sĩ. Nếu thoát ngựa đi sẽ lập tức chết xe ngay. Thưa quý vị khán giả các bạn. Và đến đây thì trong lần cuộc chạm trán thứ 3 liên tiếp, ở trong thời gian đổ lại đây, bắt đầu từ trận chung kết giải vô địch cá nhân Trung Quốc, thì chúng ta đã chứng kiến những cái trận thua liên tiếp đến từ mạnh thần rồi. Có thể trong 1-2 năm trước, một trong những kỳ thủ mà làm cho gọi là kỵ dơ nhất với Vương Thị Nhất, đó chính là Thiên Mã Vương Mạnh Thần. Khi mà anh ta là cái người mà mạnh thần là một trong hai kỳ thủ bên cạnh Trịnh Chí Đồng là người có thể gây sát thương lớn nhất đến Vương Nhất. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ là mạnh thần đã tụt lại phía sau rồi. Các bạn để thấy trong 3 ván đấu liên tiếp nhất khoảng thời gian gần đây, mạnh thần liên tục thua thảm trước Vương Thiên Nhất. Và đó tôi nghĩ rằng cái từ kỵ giờ trong cờ tướng, ở trong cái cuộc chạm trán giữa mạnh thần và Vương Thiên Nhất, nó đã không còn tồn tại nữa. Với cái chiến thắng này thì Vương Thiên Nhất đoạt giải 3 với giải thưởng trị giá là 80.000 nhân dân tệ. Người được 150.000 nhân dân tệ đó là Miêu Lợi Minh. Ở trong trận chung kết thì anh ta đã thua trước Lục Mạch Thần Kiếm Triệu Mâm
và Triệu Mâm ở tại giải đấu này đã xuất sắc chiến thắng Miêu Lợi Minh và trở thành nhà vô địch của Bàn An Vĩnh Nghiệp Bôn năm 2023 với giải thưởng lên tới 300.000 nhân dân tệ, tương đương với 1 tỷ tiền Việt Nam. Ở giải đấu này thì Tưởng Xuyên bận đi phương trang thi đấu tại Việt Nam cho nên không thể tham dự giải đấu này được. Và Triệu Mâm đã xuất sắc trở thành nhà vô địch của giải đấu. Như vậy là những cái diễn biến của trận đấu giữa Vương Nhất và Mạnh Thần, những cái nước đấu cuối cùng, nó đã kết thúc phần review ván đấu hay của Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo tại đây. Rất mong các bạn ủng hộ bằng cách like và chia sẻ clip để kênh phát triển hơn nữa, để sẵn sàng phục vụ các bạn trong thời gian tới. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả. Xin chào và hẹn gặp lại.